Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Chào mừng đến với vũ trụ hoài niệm. Perfect Universe, vũ trụ hoàn mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Lại gặp nhau trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Thưa quý vị, chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ được phát sóng vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành của ứng dụng hẹn hò Wow Day. Thưa quý vị, ứng dụng hẹn hò Wow Day là ứng dụng hẹn hò đầu tiên giúp cho chúng ta có thể tạo ra một buổi hẹn hò và gặp mặt trực tiếp ở bên ngoài. Với phương châm 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau, quý vị hãy tải ứng dụng Wow Day trên nền tảng iOS hoặc Android để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ hãy cùng làm quen với hai người bạn mới, đó là Anh Quang và Đạt Kiều. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck just where you at because you never tried. Want a better life, I had a time, I bet it right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. Look, I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Want a better life, I had a time, I bet it right. Favorite song, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, all and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Xin chào mọi người, mình tên là Quang, sinh năm 94, rất hạnh làm quen mọi người. Xin chào mọi người, mình là Đạt Kiều, thành viên mới của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Dạ. Và ngày hôm nay rất mong được các bậc tiền bối chỉ giáo. là thành viên rất là kỳ cựu trong Ai Là Đồ Tồi. Nhưng mà thành viên này là thành viên dựa tủ. Có nghĩa là cứ mỗi lần mà tham gia chương trình Ai Là Đồ Tồi online là lại dựa tủ. Là nhưng mà phải, em bị đau vai sớm. À? Không phải, tại vì toàn mọi người bị các đồ tồi cắn sớm chị ạ. Tức là em thấy ai là gian ác nhất trong hội này? Thì... Minh Hưng ạ? mọi người nhìn thấy Minh Hưng có gian không ạ? Yeah. Không. Minh Hưng bình thường mà chỉ là cười không thấy mắt đâu cả. Yeah. Còn đây là anh Quang, anh ấy lớn tuổi nhất trong hội của mình. Có thể nói là đàn anh trong lớp mình đó mọi người ơi. Anh Quang là anh ấy mới bị đúp học hay sao ấy? Về lớp mình học, đúp học. Đúp học mà được cài cắm. Đâu em muốn học gặp cùng các bạn đồng trang lứa như này là gặp các bạn này em không thể rời xa được, là không muốn lên lớp ạ. À. Còn đây là giới thiệu với bạn anh Quang, đây là Gia Long nhỏ tuổi nhất lớp mình. Hello, hello. Em út. Bạn ấy cũng là người nhiều follower nhất.
trong cái kênh TikTok của lớp mình. Dạ, em Út có gì chị giáo nha. Dạ, mỗi em sẽ cho cả nhà mình, cả lớp mình trở thành TikToker hết luôn. Không, giờ vui rồi, mọi người về chỗ đi, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Thưa quý vị, niềm vui của Tỏ Tình Hoàng Mỹ không chỉ là chúng ta tạo ra một sân chơi, một không gian và tạo ra những buổi hẹn hò nơi các bạn có thể kết nối với nhau. Bạn nam và bạn nữ có thể gặp nhau mặc dù trước đó thì chỉ biết nhau qua mạng, qua màn hình máy tính thôi. Và điều quan trọng hơn cả, giống như Gia Long nói, chúng ta có thể được trao đổi rất nhiều những kỹ năng nè, tâm sự nè, thế giới quan nè, suy nghĩ của các bạn. Và mọi người có thể hiểu thêm về thần tượng của mình. Các chàng trai được cho là hoàn hảo như thiên sứ đó, các bạn ấy có những khuyết điểm gì, và các bạn ấy đặc biệt là có những sự đáng yêu nào mà chúng ta chưa phát hiện. Hãy cùng đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ để khám phá nha. Còn bây giờ thì chắc là phải khai thác thêm về anh Quang, chàng trai ít nói ngày hôm nay. Chàng trai quận 4, dạ anh Quang. Dạ vâng, chào mọi người. Thì đến đây lần này cũng hơi khớp ạ. Điều tra chút xíu nha. Thật ra thì mọi người ơi, đâu có cần thiết phải là một người hoạt bát đâu. Mỗi người một cá tính đều được yêu mến, nhưng vấn đề là phải thành thực. Bây giờ anh Quang thành thực khai báo đi, đã qua bao nhiêu mối tình sự và đến đây, và hiện tại ở đây có cam kết rằng mình đang độc thân không? Hiện tại thì em cam kết là mình độc thân, và mối tình sự đã qua thì chắc là hai mối tình ạ. Hai mối tình, em học được gì sau hai mối tình đó? Em học được chữ trưởng thành, chữ đau và hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh Quang, không biết Đạt Kiêu có đồng tình không mà thấy ngồi nhấp nhổm quá, muốn nói điều gì phải không? Ngày hôm nay thực sự là rất là hồi hộp và áp lực khi mà ngồi ghế chính diện với cả chị Trinh. Chắc là mọi người sẽ cho lên dàn nhiều để được chăn trối cũng như nói chuyện nhiều hơn, cùng giao lưu cùng mọi người. Và thực sự là bản thân Đạt thì trải qua 3 mối tình, cũng đều trải qua các cung bậc trong tình yêu, từ vui, buồn, hạnh phúc và đau khổ. Thì qua các mối tình như vậy thì mình càng trưởng thành hơn. Và một điều đặc biệt là ngày hôm nay đến với chương trình thì hy vọng rằng bản thân của mình sẽ tìm được một tình yêu hoàn mỹ. Dạ. Đã soạn văn khác rồi, không chung tay góp sức nữa mà soạn văn khác rồi nhá. Chị Trinh, em hỏi là cái ghế này, cái tập trước là ai ngồi ghế này ạ? Vũ Thịnh ngồi đó em. Vũ Thịnh đi về đấy, vừa tập vừa ngồi xong. Cái ghế đấy là có hay được tỏ tình không chị? Không. Là có vía đấy anh. Vũ Thịnh nó thường không hay được tỏ tình, nhưng nếu được tỏ tình là hai người đến một cùng một lúc. Thế tỏ tình là ra về chị? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái đó là tùy thôi, trái tim của bạn ấy có rung rinh hay không. Em có muốn về không hay là em muốn ngồi thêm lát nữa? Cho em ngồi thêm xíu đi ạ. Vậy chắc hôm nay không có tới em đâu. Dạ, em yên tâm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Vlog của tuần này. Từ trước đến giờ thì Hưng có may vá rồi, nhưng mà chỉ là may những cái mà như kiểu là cái cúc khuy áo của mình bị đứt ấy thì tự mình may được, có mẹ có dạy cho cái đấy rồi. Nhưng mà bây giờ để mà may một cái khó hơn thì chắc là không may được. May hai miếng vải với nhau. Đây là cái thử thách mà em cảm thấy khá là thú vị. Tại vì nếu mà 10 năm, 15 năm về trước thì em nhớ học môn mỹ thuật hay là học môn công nghệ đó, em không nhớ. Thì lúc đó là cũng có những cái bài như thế này. Mình sẽ may lại một cái đồ hoặc là mình sẽ dán lại một cái đồ gì đó. Và với một người không khéo tay như mình thì đây là một thử thách khá là khó nhằn. Ô, hôm đấy là anh phải khâu thật đấy hả? Sỏ kim à? Anh Hùng. Hả? Hôm nay là anh sỏ kim thật xong khâu thật đấy hả? Thiệt đó. Không biết làm thiệt. Anh Hùng cũng khéo ghê nhở. Kéo tay quá ha. Kéo tay quá ha. Anh Hùng kéo tay ha. Bên cạnh à?
Biết cách à? Biết cách chứ còn gì nữa. Ta-da. Wow. Ta-da. 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 Tóm lại là hôm nay mình có một thử thách khá là thú vị. Hy vọng mẹ sẽ vẫn luôn tự hào về con, mặc dù con biết mẹ là thợ may. Đấy, hiện tại các bạn thấy là mình may có vẻ không đều. Không đều thực ra là nếu mà mình kỳ công, mình ngồi mình may kỹ thì chắc chắn nó sẽ đều. Nhưng mà đây là bởi vì là chương trình có hạn thời gian nên là mình may hơi xấu một tí thôi, đúng không? Nhưng mà con trai may như này là cũng được mà. Đấy, mặt sau, mặt trước. Nhớ phải thắt nút rồi nhá, đây là cái nút của mình này. Đấy, thắt nút rồi. Đấy, cũng đẹp đấy chứ, đúng không? Sai. Ai mà xấu vậy ta? Wow. Nham nhở trời. A few moments later. Nãy thấy nó là lằn nha, sao giờ nó lủng rồi trời. Hả? Cái mảnh vải này đã qua tay hai người rồi mà tôi không hiểu lý do tại sao mà hai người đó có thể để cái mảnh vải như thế này. Mốt mà tôi gặp hai người đó, tôi mà biết hai người đó như thế nào, tôi sẽ xé cái quần người ta ra để cho người ta quay chương trình. Dạ, xé ra xé luôn. Long ơi, đem nhân hơi nhiều. Tay nhiều nhẫn đấy. Xong rồi. Thì bây giờ cái nó vẫn chưa có gì gọi là đặc sắc, thì bây giờ mình sẽ thêm một cái gì đó ở giữa cái chỗ cái ô vuông này nha. Mình thêm một cái ví dụ như là một cái hoa. Tăng tinh hoa tiết của mảnh vải này. Trong cuối cùng. Rất miệt mài, không biết thành quả là cái gì. Đấy, giờ là đã hoàn thành ba cánh hoa của chúng ta. Mọi người có thể thấy Long ơi, đây là hoa hả Long? Tôi tưởng con run đó cậu. Tôi tưởng con run. Để dùng để lau tay, lau mặt hay là giống cái gì. Ơi, bây giờ màu xanh hợp với cái áo luôn. Tới công kìa. Chuyện luôn. Trời. Đi rồi trời. Tử tính như kìa. Ơi, đôi giày đã hợp với cái áo. Ui. Ây à. Ây à. Ui, anh đứng lên được kìa. Thiệt, mặt thiệt đúng không? Sương. Ui. Hợp quá ta. Ui, đi được luôn á. Hợp á. Đấy. Ơ nhưng mà đi được giỏi thật. Em không đi được nhưng mà vẫn bắt phải đi được thì thôi. Ơ nhưng mà đi được mà. Quá không, giỏi. Nhưng mà cái đôi giày đó rất là hợp với màu áo của anh. Thế là có cố gắng. Nhưng mà anh thấy em đi hợp mà. Chất đông ạ. Quay cái cảnh em nhất về 30 phút đấy. Ok, vừa rồi là vlog, không biết là cảm xúc của các bạn như thế nào khi thấy Phương Đông đi giày cao gót ạ? Em thấy anh ấy đi rất là giỏi, nhưng kiểu là cái đôi giày đấy là dành cho anh ấy chị ạ. Sinh ra dành cho Đông thì dành cho Đông đôi giày đó. Nhưng mà lẽ ra khi mà Đông đi đôi giày đó phải có nhạc như là God Home của anh Lam Trường chứ, tại sao cái đài nhạc bi thảm vậy ta? Em cũng không rõ ý đồ là gì nữa, nhưng mà cái cảnh đấy nhìn nó đáng thương thật, nên là em nghĩ là cái nhạc này nó cũng khá là hợp với cái khung cảnh đấy ạ. Mà em làm trong ngành thời trang mà, sao em đi cái đôi giày nhìn nó khổ sở quá vậy? Em là ngành thời trang nhưng mà có phải em là phụ nữ đâu, em không biết làm sao em có thể biết đi giày cao gót được. Ví dụ như là chị cũng làm sao mà biết cạo râu được đúng không? Con gái vẫn cạo râu bình thường nha. Thì cạo lông mặt nè, tóc dư, cạo lông mày các kiểu. Mình cũng có trải nghiệm các thứ khi mà mình phải biết vào trong chương trình này để biết cảm nhận của các bạn nữ chứ. Chị Trinh, để em thị phạm, để em lên thị phạm. Đâu, thị phạm đây, Đạt Kiêu, đi sao mới đúng nè. Để em đi từ trên kia xuống nha, hay đúng, đi từ đúng, đây đúng. Luôn ạ? À? Đi từ đây lên luôn. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tin đọc của thực hiện của Coco và Baba, chúng ta đang cùng gặp gỡ với quan vua của chương trình Việt Nam, quý vị và các bạn.
2019 đạt KO. Hai ba mâu dáng này chứ đúng không, mình đúng mâu dáng đúng này. Rồi hoa hậu đạt KO. Có tương lai, có tương lai. Giống như này đúng không? Đấy, rất có triển vọng. Đấy, mọi người thấy giống chưa? Nhưng mà cái này em vẫn để đây để làm chân trụ. Chưa giống Đạt ơi, phải đánh hông với Đạt ơi. Em lấy cả hai đều lên luôn. Đây, đây không? Lên luôn cả hai luôn. Đấy. Đấy cũng khó khăn đấy chị, nếu đi giày cao gót. Thôi, tiếng em lên, dạ. Khoan nhưng mà chị ạ, hôm nay sau khi màn cái gót của cái gót của Đạt, em sẽ quyết định lần sau book Đạt làm show với trung tập Thu Đông. Cho bộ sưu tập lần sau của em chị ạ. À. Thế chứ chị Trinh, mình chỉ cần thể hiện một chút thôi, biết đâu lại có nhiều show đúng không? Mà cái đấy là em phải mặc váy, em có đồng ý không? Váy à? Ờ, bộ sưu tập váy Thu Đông mà. Thế mọi người thấy không? Cứ bàn về cái chủ đề giày cao gót và áo váy là các anh chàng lại xôn xao ngay. Hình như chúng vào sở thích của họ rồi hay sao ấy. Không, nhưng mà em thấy anh Đạt KO rất có tương lai nha. Cái đường cong của anh ấy khi đi nó... Bold nha. Cái sự lưu siêu nha. Cái sự gái nữ tính rất là nhiều nha. Khoái. Chị đứng miếng, Hèn chi Otis chưa có chịu ai ra về là đợi Đạt tới đó. All my thoughts are running round inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking. Oh no. Nhưng mà nói vậy biết đâu á, tự nhiên mình nắc tới Đạt KO nhiều quá, có thể nào cô gái lần này tới về Đạt không ta? Rồi sau đó Đạt cảm thấy trái tim rung động, xong Đạt đi về luôn. Chị ngồi đúng một số. Wow. Tình yêu không có nói trước điều gì đâu à, có thể đến và đi nhanh lắm à. Đúng rồi, nhiều khi là mình bị rung động, tình yêu sẽ đánh chẳng hạn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem cô gái ngày hôm nay là ai. Và bạn ấy sẽ tiết lộ cho chúng ta dấu hiệu của chàng trai mà bạn ấy yêu thích là gì nhé. Xin mời mọi người theo dõi. Wow. Tự ti, rụt rè, sống khép kín và luôn lo sợ mọi thứ xung quanh. Đó là em của 6 năm trước. Quanh quẩn trong vòng an toàn đã khiến bản thân em bỏ lỡ nhiều điều quan trọng. Trong đó có cả anh, chàng trai tuổi 16 của em. Nhưng bây giờ đã khác. Một Như Phương tự lập, tự tin và khẳng định được chính mình. Ngày hôm nay em cũng sẽ lấy lại được một thứ đã từng lỡ mất. Đó là lời tỏ tình với anh, vốn đã giấu kín từ lâu. Nguyễn Phương Đông, Phương Nguyễn là Nguyễn Phương Đông đi ngược đấy. Tên bạn ấy là Phương Nguyễn. Alo, má hả? Có cái này ok lắm nè. Hả? Sao? Chốt đơn luôn hả? Chốt đơn. Ok. Phương Đông đây. Bạn ấy tên là Phương Nguyễn, trời ơi. Một chiếc đầm vàng cho buổi hẹn đầu, liệu có đủ khiến chàng trai ngây ngốc? Đợi em nhé, chàng trai có nụ cười tỏa nắng kia ơi. Yêu ơi, sao ấy nhỉ? Yêu ơi. Thank you ơi. Sao chị cảm giác là có cảm giác rất là mạnh là em sẽ là người đi về hôm nay đấy? Không, nhưng mà em thấy cái tên Phương Nguyễn rất là hợp với tên Phương Đông nha. Phương Nguyễn, Phương Đông. Chị đừng nói thì em run quá chị ạ. Em bị áp lực quá tại vì từ... Sao Đạt áp lực chuyện gì? Tại vì em chưa được ai tỏ tình bao giờ chị ạ. Thật hả? Thật. Từ nhỏ đến lớn từ luôn. Từ nhỏ lớn. Với một chàng trai cao gần 1m3, 1m83 chứ hả? 1m83. 1m83 đúng không? Giỏi thể thao gì cũng giỏi, hiền lành, học giỏi mà. Chưa ai tỏ tình. Chưa ai tỏ tình à? Toàn mình về chủ động thôi chị ạ. À, là mình thích ai mình tấn công luôn. Vâng, tấn công luôn ạ. Trước đây Đạt cũng có, chưa có bạn nữ nào tỏ tình nhưng mà có bạn nam tỏ tình rồi. Có bao giờ chưa? Có bao giờ chưa? Chưa chị ạ. Chắc là tại vì anh Đông nhìn thấy vừa em đi cao gót có vẻ xịn sò quá, thế là thấy là tương lai như thế ạ. Không, anh nhìn thấy em là cái gu của rất nhiều đàn ông đấy.
Đấy là chắc hôm nay em mặc đồ như này là mọi người chưa nhìn thấy xôi thịt xào muối. Đâu. Thế thì bây giờ lại phải đi về xem chứ. Đâu bảo lem bảo lem thôi đâu tí hậu trường hậu trường nhá. Không bây giờ lên em sâu luôn. Thôi tém lại chị Trinh nhở. Otis lại đi gần xem không? Đâu Otis chưa xem à? Từ nhá. Otis chưa xem. Chị Trinh muốn xem à? Đây quay đây quay đây. Chị cũng muốn xem nữa. Cái gì vậy? Chưa gì bạn mới mà đã bóc đồ. Quang ơi Quang, em mặc đồ kín kín lại đi, các bạn ăn hiếp em đó. À vâng, em cài hết vào luôn đây. Cứu cứu. Em cài hết đi. Thấy chưa, bạn mới vào là đã bị các bạn bắt nạt rồi. Thôi để em. Thôi thì bây giờ. Ok, chủ động đi. Rồi, em khám đi. Em khám đi Tít để cho em đoán xem bao nhiêu muối nha. Gồng lên. Sao có không? Nó u ra luôn chị à. Nó u như kiểu là cái nó lồi lõm. Nó giống như bánh mì hoa cúc hay là giống như kiểu bánh mì mà như này. Chị biết cái số điện thoại 1280 ngày xưa không? Trời. Nút nó vậy đó. Mà nó cục cục mà nhỏ vậy đó hả? Nó đều vậy đó chị. Ủa em đeo cái thảm trong bụng hay sao? Không, nó cục cục. Chị muốn thử không? Thôi ngại lắm. Chị Trinh ơi, anh Đông có vẻ rất thích ấy. Anh Đông cười. Đông thử xem coi có phải như là bánh mì hoa cúc không. Oh no. Đó. Gập gành. Rồi, không phải hóp thì hóp bụng vậy đâu, từ. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn à. Ôi, vã cả mồ hôi à. Bởi vậy mới thấy tại sao anh Quang lại mặc một cái áo lạnh và cột hết tất cả các nút lại. Sợ quá, sợ đến mình lên vàng. Bây giờ quay trở lại, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trực tiếp cô gái xinh xắn mà chúng ta đang cùng bàn tán về vấn đề 16 tuổi là như thế nào á. Hỏi trực tiếp bạn ấy sẽ hay hơn. Và bây giờ xin mời nhân vật nữ chính xuất hiện ạ. Bạn vừa cao, gầy, dễ thương và bảnh thảnh nữa. Cảm ơn các bạn, xin mời lớp mình ngồi xuống. Đây là bạn học mới của chúng ta, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, đầu tiên em xin chào chị Trinh. Em xin chào các anh và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Châu Như Phương. Hiện tại em 22 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, 22 tuổi. Phương ơi, giọng em dễ thương quá à. Em có phải làm MC hay là phát thanh viên hay là sử dụng tiếng nói của mình trong công việc không? Dạ không chị. Ở đây á có 9 chàng trai. Em có nhận ra chàng trai 16 tuổi ngồi ở đâu không? Dạ bên trái bên phải hay là ở giữa gì đó? Biết nữa, tí nữa vào phần trong đi chị. Em xin được giấu. Ở trong tim bạn ấy à. Ý là em phải trả lời là dạ, ở trong tim của em đấy. Người ta thiệt thà ai như Otis. Để em trả lời lại nha chị. Lẽ bồi giả bộ hỏi lại nha. Không biết là chàng trai của em ngồi ở quận mấy à? Dạ trong tim của em chị. Dạ. Chị học bài nhanh không? Nhanh. Thấy không, Otis chỉ miếng mới nữa là bạn học liền được luôn đó. Nhưng mà Phương là một cô gái rất là thẳng thắn, dễ thương, thiệt thà. Không có kiểu như Otis là thả thính được liền đâu. Bạn ấy nghĩ gì nói đó thôi. Ngày hôm nay thì bạn mới của chúng ta sẽ làm quen với tất cả mọi người. Và bạn ấy đến đây vì chàng trai 16 tuổi là lúc đó em thích bạn đó hay là bạn đó lúc đó 16 tuổi? 16 tuổi là em thích. 16 tuổi là em thích bạn đó. Bây giờ là em 22 tuổi. 6 năm rồi. Là 6 năm rồi em vẫn thích bạn đó. Dạ tí nữa mình đi sâu vào bên trong đi chị. Mình sẽ nói sâu hơn. Mình giống mình tò mò, mình muốn biết trước thôi đó mà. Vội quá. Mình rất là muốn là các bạn nam cũng phải tập trung hết sức là khoanh vùng xem bạn ấy có phải là người mà em đến vì không. Bây giờ chúng ta hướng mắt lên màn hình nha, để xem là bạn Phương là người như thế nào và thích một chàng trai ra sao. Như Phương, 22 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy có một châm ngôn là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Chiều cao bạn trai của bạn ấy thích hồi năm 16 tuổi tới giờ là 1m7 trở lên. Chắc là Otis quá. Học vấn là cử nhân, nghĩa là tốt nghiệp đại học rồi. Ủa, có chàng trai nào đang học đại học không? Em đang học đại học đây. Em sinh viên năm cuối. Đại học và cao đẳng cũng được nha, đều là cử nhân hết ạ. Em vẫn đang học luôn chị, nhưng mà em chưa ra trường chị. Rồi, bởi vì mình ta xem thử coi tính cách
và thân hình của chàng trai đó phải tròn tròn. Tròn rồi, tròn xong. Tròn ở đây tròn, tròn ai tròn tròn, tròn 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 anh Hưng, anh Phí Ngọc Hưng. Ai nói ấy? Ai nói anh Phí Ngọc Hưng ấy? Điên là anh sau múi mà. Đúng rồi, Gia Long. Em nói. Ơi, em không hề tròn, em không hề tròn, em rất là xào luôn. Nhưng mà đây là cái gu bạn hướng về thôi, hoặc là miêu tả chàng trai năm 16 tuổi đó thôi. Hồi đó có ai từng hơi tròn không? Đó là ước mơ của em. Tròn tròn. Còn nếu mà người ta không có tròn, người ta gầy nhưng mà người ta có áo ấm thì sao? Giống như là Tuấn Dương nè, tuy là gầy nhưng mà rất là săn chắc. Và bạn ấy hay mặc những cái áo khoác có cái chất liệu êm mềm như là len nè, hay là anh Quang nè. Thì em nghĩ là cái độ ấm nó có gia tăng không? Dạ nhưng mà không ấm bằng mỡ đâu anh, thưa chị. À, phải có mỡ nha. Nãy giờ em thấy anh Đông hơi im nhỉ. Đông ơi, có phải người quen của em không vậy? Không, em không có, hình như trước đây em chưa có từng gặp bạn. Chưa gặp bạn Phương bao giờ. Sao giờ Gia Long lại nói thế là sao? Thì em chỉ nghi ngờ thôi. Ờ, à, nhưng bây giờ nói mới để ý nha, nãy giờ anh Phương Đông không có nói gì luôn. Gia Long đang đưa cái nghiệp vụ ở chơi ma sói vào. Ừ. Đi tìm đồ tồi, bắt đầu nhìn gương mặt của ai không nói gì cũng bị lên dàn, mà nói nhiều cũng lên dàn. Không, em cảm thấy bây giờ Gia Long muốn bắt đầu trừ khử tất cả mọi người để Gia Long đúng được rồi, lên sân khấu với sao ấy. À. Thôi hôm nay mình trừ khử Gia Long trước, cho Gia Long đi về đi nha. Nên như vậy, hôm nay cho Gia Long đi về đi ạ. Để xem nào, tính cách hài hước vui tính, nghe như kể Gia Long ấy nhở. Hả? Không, em nhạt nhạt lắm, em không vui tính, em cọc cằn lắm. Cộng sao em quạo sao? Cái dạ, kỷ niệm nào bạn nghe? Wow, wow. Hài hước vui tính là như nào? Dạ, ví dụ như là nói chuyện hài hước đó chị. Ừ. Em kiểu như em là một người rất là nhạt chẽo luôn, cho nên em còn một người bạn trai hài hước để pha trò với em. Em thấy anh Quang là hài nhất đây luôn đấy ạ. Ok. Anh Quang hài hước nhất đây luôn mà. Anh Quang đã nãy giờ im lặng rồi, biến đấy thành hạt đậu rồi, không có đụng tới em rồi Hưng à. Sao Quang, tại sao mới đây mà vả mồ hôi sợ uống nước rồi? Vả mồ hôi ấy à? Chắc là anh mang nước cho anh mang nước cho bạn gái đúng không? Chắc là tại ngồi kế em, chắc là tại ngồi kế em. Chắc là do bạn nữ nồng quá khi em vả mồ hôi chị ạ. Dạ, bây giờ mời Quang lên đây trước cái đã. Rồi sao? Mang nước cho bạn, mang nước cho bạn. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ mới, đề nghị là lớp phó à lớp trưởng anh Quang chào mừng bạn ấy nè. Em còn khát không? Mang nước nha em. Em cảm ơn anh. Rồi, tình chưa? Nói một câu giới thiệu về lớp mình để cho bạn có tinh thần học tập nào. Mời. À, em chắc là phải cẩn thận với lớp này. Thì anh thấy, anh ở đây thấy lớp này toàn sói thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chính anh là sói luôn đấy. Anh ơi, ở đây em nên cẩn thận với ai nhất nhỉ? Anh. Anh ai nhất à? Đây, kìa kìa, bạn Minh Hưng trong mặt rất nguy hiểm. Không nói gì. Không nói một câu không gì luôn. Không nói một câu nào. À, anh đang quan sát mục tiêu để anh tiêu diệt em ạ. Em phải để ý Minh Hưng, bạn ấy rất là khủng khiếp ở một cái kỹ năng là bạn ấy không cần mở mắt cũng thấy được người ta nữa. Đúng không? Đấy, không có mở mắt đâu. Là kỹ năng này như nào? Nè, nè, bạn ấy cứ thế này này. Bạn ấy vẫn thấy hết mọi người làm cái gì. Nghĩa là cười không nhìn thấy tổ quốc đâu đấy ạ. Rồi, đây là lớp trưởng anh Quang. Dạ. Chào em. Ừ, cảm ơn chai nước của anh Quang nhé. Cảm ơn anh ạ. Em lại đòi lại à? Ồ, sợi. Em lắp lại cho tí nữa không đổ. Người ta đã uống đâu mà anh lắp lại. Anh cất giùm em luôn. Cất luôn giùm em hả? Anh giữ giùm. À giữ giùm ạ. À. Ok. Tí sẽ gặp anh lại. À, tí sẽ gặp anh lại. Tí gặp lại nha. Ôi. Bàn tán xíu thôi, chứ làm gì dễ đoán như vậy. Có bao giờ mà chương trình cho các bạn biết trước được là ai sẽ là người được tỏ tình đâu. Tại vì cô gái đã giữ điều đó rất là kín trong tim suốt 6 năm trời qua, thì chắc chắn không dễ gì để chúng ta có thể điều tra ra được anh chàng ấy là ai và tại sao cô ấy đến đây. Hãy giữ những điều đẹp nhất cho phần tỏ tình nhé. Còn bây giờ, kể chị nghe đi, đó là ai? Quý vị khán giả cũng rất là tò mò. Đây, mình sẽ tạo một cái cuộc hẹn bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào trong hình của bạn ấy. Ở đây có một dấu cộng là tạo cuộc hẹn. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Mình cứ lướt qua hết tất cả những gương mặt trên chín ghế và sau đó mình có thể đi tay phải và click vào trong tạo một cuộc hẹn. Em nhìn vào mắt chị Trinh là em biết được đấy là anh Hùng Phạm. Cái gì nữa? Sao hay vậy? Không, chắc chắn của em. Không, 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 không giống trong hình. Em bớt Photoshop lại hình trên mạng nha. Dạ.
Rồi, mình đã ghi nhận kết quả này rồi. Tuy là cái hình này không có giống với hình ở ngoài đời lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải gặp nhau để chúng ta biết được có giống không. Dạ. Chị hỏi thật, em nhắm mắt lại nhớ về hình dung của người đó và em nhìn lại trong mấy cái hình này em thấy có khác nhau lắm không? Dạ không. Không khác. Vẫn dễ thương vẫn như vậy thế. Dạ. Dạ. Trong tim em thì vẫn vậy. Điều em luôn giữ kín trong tim. Sao nữa sao? Thương em đôi mắt ướt nhòa. Điều em luôn giữ kín trong tim. Ngày mai nắng gió sương tan. Có ai thương lắng lỗ cho em. Là ô tích đấy. Wow. Wow. Hay quá, hay quá, hay quá. Có tiếp hôm nay em về đúng không? Ừ, dạ, em về. Em đang hát cái nỗi lòng của bạn đó. Anh ô tích, anh không muốn về không? Otis, lát nữa có cái phần á, dù là bạn đến bạn tỏ tình Gia Long nhưng mà em vẫn có thể lên nhá. Em vẫn có thể bày tỏ cho bạn biết là bạn có những cái điểm mạnh gì. Yeah. Ở cái phần xoay ghế. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ em rất là lộ liễu luôn. Nhưng mà dễ thương lắm. Tại vì em thấy bạn hơi hồi hộp và em muốn hát tặng bạn để cho bạn đỡ hồi hộp hơn. Dạ, nhưng mà hôm nay chị thấy em tự tin hơn hẳn nha. Mọi lần á, Otis á, ngồi ở trên ghế có vẻ rất ủ rũ, mệt mỏi và buồn bã. Và có hơi tư lự và hơi nghi ngờ về chương trình. Nhưng mà sau khi thấy rất nhiều ca thành công rồi thì bạn ấy có niềm tin hơn và ánh mắt bạn ấy sáng hơn. Và từ lúc em bước ra bạn ấy rất là tập trung đấy ạ. Em cũng cảm thấy là như hôm nay anh Otis muốn về lắm rồi. Đúng không Otis? Chết rồi chứ. Sẵn sàng lắm. Thật sự là chưa bao giờ thấy Otis nhiều năng lượng như hôm nay đấy. Rồi bây giờ em đã chốt đơn luôn rồi đúng không? Dạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là phần từ khóa. Phương, bây giờ tụi mình sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và em sẽ tìm hiểu về các anh chàng ở đây rõ hơn về câu chuyện của họ qua từ khóa của em. Em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Em có hồi hộp không? Dạ em cũng có một chút hồi hộp. Ừ, nhưng mà chị thấy là váy này á sẽ hơi ngắn và làm cho mình không thoải mái. Không biết là có chàng trai nào có dư cáo khoác không ta? Trời ơi, hôm nay rất nhiều áo khoác luôn. Đặt về rồi chị. Rồi ai lên đây trước rồi đó thắng nào? Ai lên đây trước này? Đấy, lại là Phí Ngọc Hưng rất nhanh nhẹn ạ. Wow. À, áo có thơm không ạ? Rất là thơm luôn. Em xài nước hoa gì đấy Hưng? Ờ, nước hoa toilet. Nước hoa toilet à? Em này. Toilet à. Phí Ngọc Hưng xài nước hoa mùi gì đấy ạ? Em Red Mood ạ. À, tại Island sao? Tại sao em dùng nước hoa đó? Tại vì em thích cái mùi thôi. Em dùng cái đấy năm nay và em không thể dùng một mùi nước hoa nào khác nữa. Nghe rất là giống mùi nước hoa của chàng trai 16 tuổi năm ấy nha. Yeah, có vẻ như nhiều điểm chung đây. Mà hôm nay hình như chị thấy là em mặc áo hình như cũng có phối cùng với chàng trai năm ấy đúng không? Dạ, cái này thì em không biết. Ở đây có nhiều người giống đồ của em quá nhỉ. Ví dụ như anh Gia Long nè, anh Tuấn Dương nè. Ờ đúng rồi, đặc biệt là Đạt Kyo giống lắm nha. Ờ anh giống mà. Đạt Kyo giống nhiều á. Rất là hợp. Lát nữa mình đứng ở trong một khung cảnh lãng mạn cùng nhau, y như là một đôi trời đã sắp đặt vậy đó. Chắc là dễ thương lắm. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với 10 từ khóa để xem có phải là Đạt Kyo hay không. Mà biết đâu là Gia Long nhé. Xin mời ạ. Có mình ở trong đó không ta? Chị nấm tận gốc. À, em muốn hỏi một câu ạ. Câu chị nấm tận gốc ạ. Bởi vì em muốn hỏi cho em là Đông. Lần trước Đông cũng bị nấm mà mãi không trị được. Cái chiếc áo đấy anh nghĩ là em nên để nó hơi xa xa một chút. Bởi vì nó có dùng cái nước hoa hoa lét đấy, của anh trai của anh đó, anh Phí Ngọc Hưng. Mọi người đang hỏi là em có bị nấm không? Nó hoàn toàn sai sự thật chị ạ. Nó không phải sự thật. Thế là anh đùa nha, em đừng nghĩ thế. Không có đâu em ạ. Dạ. Bây giờ em có thể nói cho mọi người biết là trị nấm tận gốc là gì không? Dạ, nấm này không phải là một loại bệnh ạ. Nấm này là kiểu như là em là một người sẽ trị nấm tận gốc trong tình yêu. Là em là một người rất là hay ghen. Và nếu như mà em yêu ai mà em đánh hơi được một chiếc sừng nào đó, thì em sẽ trị nấm tận gốc bằng cách thay người yêu của em block unfriend hết. Nhưng mà lỡ em hiểu lầm người ta thì sao? Cái đó là chị gái mưa, em gái mưa hay là quản lý hay trợ lý thì sao? Cái đó em tự phân biệt được chị. Wow. Thí dụ đi, em chỉ mọi người cái cách phân biệt đi làm sao? Ví dụ như là hai người nói chuyện mà cứ nhắn tin vào ban đêm ấy.
Nghe quen quá nhờ. Chắc là các chàng ở đây cũng từng bị ghen cái vụ đó rồi. Vì mình có nhiều người hâm mộ, nhiều chị gái em gái mà. Anh Quang có bao giờ nhận được những tin nhắn quan tâm mà không phải là người yêu mình không? Ra là em cũng có, nhưng mà tính em lại phải quen hay như nào ấy thì em mới trả lời. Hoặc là em sẽ trả lời là mình cảm ơn bạn ấy thôi. Chứ phải có quen biết trước thì em mới có cái câu chuyện để nói ấy. Vì em không biết nói gì với người lạ. Hồi nãy đó nha, em nói là em nhận được tin nhắn là em unfriend, em block người ta rồi. Nhưng mà người ta còn phải coi là phải bạn ấy trả lời lại như thế nào nữa mà, đúng không? Nếu như mà người ta trung tình thì người ta tự biết cách trả lời, giống như anh Quang vậy đó anh. À, anh như cái tên của anh ấy, Quang Minh Chính Đại. Đúng rồi. Đúng. Em nghĩ khi nhắn tin chỉ cần mình không giỡn với cô gái kia là được. À, hỏi sao mình trả lời vậy, miễn là mình không giỡn quá lố hoặc là không giỡn đi quá giới hạn là được. Mà thật sự thì đừng có nên nghi ngờ nhiều quá. Tại vì con gái nghi ngờ nhiều quá là y chang đúng sự thật à. Dạ đúng. Cái trực giác nó khủng khiếp lắm. Ủa vậy là có cuối cùng có nên hay không chị? Là ý là tụi chị dặn nhau á, đừng có nghi. Tại chuyện tụi chị nghi cái gì là đúng cái đó à, đúng không? Và thôi thì mình nghe lời anh Hùng Phạm đi. Otis nhờ mấy mốt ai nhắn tin quan tâm mình hỏi sao trả lời vậy đi. Otis ăn chưa? Em không có ai nhắn tin cho em hết. Bây giờ em thử giả bộ nhắn tin cho Otis tình cảm coi Otis trả lời làm sao. Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Thả tim. Xin. Xin. Xin là xin vĩnh biệt. Nói chứ thực ra thì không, hầu như là không ai nhắn tin cho anh hết. Chỉ có các bạn fan nhắn tin chúc anh rồi mừng anh này kia nọ thôi. Đó, Otis không ai nhắn tin hết. Dạ, dễ thương ha. Rồi, vậy thì còn từ khóa tiếp theo là gì? Ta Long đi. Ngày ngủ đêm rung á chị. Dạ, từ khóa ngày ngủ đêm rung thì em muốn nói về một nỗi sợ, đó là nỗi sợ ma. Em rất là sợ ma luôn. Con gì em cũng không sợ, chỉ có ma là em sợ thôi. Anh cũng sợ ma. Anh á? Anh Otis sợ ma thì không nói rồi. Ai cũng biết là anh Otis sợ ma. Anh nghĩ cái nỗi sợ đó ai cũng bị. Nhất là cái cảnh mà mình đi xuống bếp, sau đó mình tắt đèn mình đi lên, mình có cảm giác y như là có ai đang dí theo mình đó chị. Mình không quan sát mình nhìn. Em bị, em là người đã từng bị rồi. Sau đó em tự đấu tranh tư tưởng. Ví dụ như khi mà em đi bơi về, mỗi lần mà em tắm ấy là em không dám nhắm mắt. Em nhắm mắt là em sợ y như ai đang đứng bên cạnh em. Hello. Em có cách để hết sợ ma nè. Sao Gia Long, làm sao để hết sợ ma? Là ăn đầu gà là sẽ hết sợ ma. Đầu gà hả? Cái lại đầu nha. Gà ấy. Ban đầu á là em cũng sợ ma lắm á. Cái em mới ăn đầu gà vô, cái tự nhiên cái cảm giác của mình ăn vô cái tự nhiên nó hết sợ ma thiệt luôn. Thiệt không? Thiệt hả? Dạ Long, mà thường thường những người sợ ma thích coi phim ma. Thiệt, em nói thiệt. Ok, anh sẽ về anh ăn nhiều đầu gà. Nhưng mà em đã thử ăn đầu gà rồi mà em vẫn sợ ma ấy ạ. Thấy chưa, nhiều khi mình ăn đầu gà xong mình hết sợ ma mà mình sợ con gà. Em biết lý do rồi, chắc là thiếu cái ôm của chàng trai năm 16. Chắc ngủ một mình em sẽ sợ và sẽ cần người ở bên cạnh để chăm lo các giấc ngủ cho em, đúng không? Em không bao giờ ngủ một mình hết, không bao giờ dám ngủ một mình. Em ở trọ với lại bạn em gái của em. Sau rồi có một khoảng thời gian em gái của em phải về quê ấy. Sau rồi bỏ em ở một mình 2-3 ngày luôn. Mà lúc đó là đúng như là từ khóa ngày ngủ đêm rung. Là ban ngày em ngủ, còn ban đêm là em thức cả đêm vậy đó. Em cứ bật laptop, mở nhạc, bật điện thoại xem phim cho đến sáng rồi em mệt rồi em ngủ. Mà Otis cũng sợ ma hả? Hồi nhỏ toàn mất ngủ vì sợ ma không à. Hay tưởng tượng ra con ma lắm chị. Cái loại ma nào mà em hay tưởng tượng nhất là con ma tóc dài hay là em ma máu hay tưởng tượng hay về con ma đeo mắt kính. What? Ma đeo mắt kính vậy. Tại, em không biết sao nha, hồi có một cái lần em lên Đà Lạt. Em lên Đà Lạt xong rồi cái em đang ngồi chơi cái vi tính đó của một cái cô chủ khách sạn. Cái em mới lấy điện thoại em quay cái màn hình đó chị. Em quay cái màn hình vi tính á để về nhà em coi lại á. Xong tự nhiên cái tối em lên phòng em mở cái màn hình đó ra, em thấy cái người đằng sau, có người đằng sau em mà đeo mắt kính. What? Hello mấy cưng. Tự nhiên cái lúc đó em bị ám ảnh. Em có ấn tượng xấu với con ma mắt kính. Ghê quá à, tự nhiên anh kể lên rợn hết vậy kìa. Nó ở đây đi theo em tới đây luôn rồi. Anh ấn tượng với từ yêu bằng tay. Yêu bằng tay, dạ. Giống như từ khóa đó, yêu bằng tay là em thích những lời nói ngọt ngào. Ví dụ như là khen em. Hồi xưa em đi học á, em là sao đỏ của trường, của lớp. Ôi trời. Đi qua lớp khác em chấm điểm. Em ghi tên mấy tổ mấy bạn mà bị lỗi ấy. Xong mấy bạn chỉ cần khen là ồ hôm nay tóc Phương làm đẹp thế. Hôm nay Phương mặc áo dài đẹp nhờ. Xong rồi em gạch tên hết. Bạn thân của em giận nhau cũng vậy. Không cần phải mua quà cáp hay là năn nỉ gì hết. Chỉ cần khen em cái là bình thường lại thôi.
dễ thương. Bây giờ mình thử cái độ ngọt trong cái chuyện khen ngợi thật lòng nha, để xem ai là người tạo ra cái mật ngọt nhất trong trái tim của bạn Phương hôm nay. Mình sẽ thử ngắm bạn Phương hôm nay với rất nhiều những ưu điểm về sắc vóc, là về tính cách nè, về giọng nói nè. Mình khen một câu thật lòng nghe, không có thả thính. Bắt đầu từ Minh Hưng đi. Số 1. Phương ơi, anh hỏi em một câu nhá. Có phải em làm việc ở trên NASA đúng không? NASA ngoài cơ. Không thả thính sao? Thảo nào, bởi vì là nụ cười của em vượt qua ngoài tầm vũ trụ. Chấp nhận. Là cái mức độ ngọt bao nhiêu? Em cảm nhận được độ rung cảm là bao nhiêu? 70. 70. 70. Em cảm ơn. Mời Hùng. Với anh ấy thì cái dáng của em rất là hấp dẫn đối với anh. Em khen gì mà xôi thịt vậy? Rung cảm bao nhiêu em? Dạ 55. 55 thấy chưa, con gái không có thích khen mấy cái mà như kiểu là dáng em hấp dẫn, em ngon lành này nọ đâu. Oh no. Kiểu muốn ăn thịt á. Bộ muốn ăn người ta hay gì? Em nghĩ nếu mình khen một câu thật lòng mà chị là em khen. Thí dụ mới gặp không được khen hấp dẫn, con gái không có thích. Khen dễ thương hoặc là khen thước tha, khen đáng yêu thôi, khen em thông minh thôi. Đấy, rút kinh nghiệm nha. Lại đi. Thôi cho em cơ hội khác nè. Em cống miệng chị chú. Thôi, tu qua luôn. Xem Otis này, mời Otis. Xong rồi ạ. Xin à? Xong rồi ạ. Đang mình phải đang suy nghĩ. Thật ra thì anh rất là thích giọng nói của em. Dạ, cảm ơn anh. Thật sự là anh chỉ biết nói là anh rất là thích giọng nói của em. Nó làm cho anh cảm thấy rất là thoải mái khi mà, giống như nếu như mà anh cảm thấy có một cô gái bên cạnh mà với cái giọng nói đó, mà khi mà anh lại cảm thấy anh đang một ngày mệt mỏi hay là những trong lúc mà rắc rối về công việc á, chỉ cần nghe giọng nói của em chắc anh cũng cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Em thấy thế nào? Tại vì nhiều người cũng khen giọng nói của em rất là dễ thương rồi, cho nên là em cho anh 7 điểm ha. Ok, cảm ơn em. Hôm nay là cờ đỏ đi chấm đúng không? Dạ, cho 7 điểm. Đúng rồi. Nhưng mà rất là thật lòng nha, chị cảm nhận được từng suy nghĩ đó đều là lời khen thật lòng từ đáy tim. Dạ, còn anh Quang. Phương à, cái điều lúc đầu anh thấy ở em ấy là một người khá lạnh lùng, hơi có gì đó nghiêm túc một tí. Nhưng mà khi cái điệu cười của em hiện ra ấy, thấy mọi không khí nó xóa tan hết. Và anh thấy em một người cô gái rất là đáng yêu luôn á. Cảm ơn anh. Em cho 8 điểm. Đến em đúng không? Đợi mãi. Tại vì anh bị cận á, thế cho anh lại gần. Nhìn bị mờ á, thế anh cho anh nhìn em gần hơn một chút á. Mà em mê á, mà em mê á. Nhìn em anh bị mê á. Thú vị. 9 điểm anh ơi. 9 điểm. Mà chị có yếu tố bất ngờ. Chị anh phải có nào hay chị anh ấy. No. Phí Ngọc Hưng đừng có học lót, em phải tự sáng tạo chứ. Tại vì là anh không giỏi nói hay như kiểu những chàng trai khác ở đây. Nhưng mà thực sự là anh nhìn thấy em là có một nụ cười rất là xinh. Anh rất thích nụ cười của em. Em cho anh 8 điểm. Đấy, 8 điểm chứ. Xem ưu ái đạt kêu quá. Chị em khoan đã, em xin tố cáo trước khi mà đến lượt đông ấy. Nữa. Em cũng nhìn thấy ạ, anh Đông anh vậy. Anh Phương Đông đang nghĩ thoại kìa. Anh Phương Đông đang nghĩ thoại. Thì lúc nãy Đông có xem điện thoại, em hỏi là Đông ơi, tại sao đăng tay chỉ em xem điện thoại đấy? Em bảo là em đang search thử xem có câu nào hay không. Đâu, không công nghiệp thế. Để em nói câu nói của em là chị có biết, bây giờ để em có biết hay không là anh có xem điện thoại hay để xem mấy cái câu thả thính không? Thực ra nãy giờ ấy, mọi người khen về cái hoạt hình của em rất là nhiều rồi, nhưng mà sâu trong tính cách của em thì anh thật sự là em là một người rất là hiền lành, cực kỳ dễ thương, giống như một đứa trẻ vậy. Yes. Câu này ở trong bay nào, trong trang nào đây? Chị có thể đọc, chị đã thấy cái câu này trên mạng bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng không? Vậy là từ Phương Đông đúng không? Dạ, nó xuất phát ở trong trái tim của em đó. Nó xuất phát từ bestthathính.com mà chị ạ. Bestthathính.com.
9 điểm chị ạ. 9 điểm. Wow. Cho sự nỗ lực sau khi tìm kiếm đã chọn một câu của chính mình. Tuyệt vời. Nhớ nhớ tư. Chuyển khoản cho cái trang bay mà anh vừa coi nha. Không một trang bay là hết Otis ạ. Thực sự là không có một trang bay nó có thể nói được cái tiếng lòng mình cả. Này chị biết trang bay đó nào Otis? Em vô con ma mắt kính. Hello mấy cưng. Ôi hả? Chấm Đà Lạt chấm cơm. Xin mời Tuấn Dương. Anh thấy bàn tay của em rất là đẹp. Anh rất là thích những người mà tay đẹp. Đâu? Em không nhìn anh... thấy, em thử xem em đẹp không? Ui, đẹp thật. Lợi dụng thế nhỉ? Nhưng mà anh hơi run quá anh Hưng. Thì anh gặp em là chắc chắn anh phải run rồi. Tại vì em xinh như thế cơ mà. 10 điểm chưa? Được 10 điểm chưa? Dạ, nâng lên. Hồi nãy 8 điểm. Hồi nãy 8 điểm. Dạ, bây giờ 9 điểm. Điểm. Rồi, điểm được rồi. Cộng gần em. Dạ, quận 5, quận 6, quận 7 có vẻ làm ăn được nha. 999 điểm không à? Bây giờ Tuấn Dương thì mấy điểm? 9 điểm. 9 điểm. Đã ai khen tay em đẹp chưa? Đã ai khen tay em đẹp chưa? Rồi hả? Nãy giờ ở đây 5, 7 anh đã khen rồi, bây giờ em... Anh Hồng thấp điểm nhất. Em hỏi là đã ai khen tay bạn ấy đẹp chưa? À. Chưa. Quận 5, quận 6, quận 7, quận 8. Nhưng mà em nghĩ là nên cộng điểm cho anh Tuấn Dương. Tại vì anh có quan sát em. Đúng. Có nhìn. 9 điểm rưỡi. À. Đây, Gia Long mới khác nè. Còn người cuối cùng. Học sinh ngồi cuối lớp. Thì tất cả những cái đẹp á, thì tất cả mọi người cũng đã khen hết rồi. Thì em thì thật sự khi mà bạn Phương bước ra thì em không có để ý tới tất cả những gì mà hồi nãy giờ các anh nói. Em chỉ để ý một cái duy nhất thôi, đó là để ý mái tóc thôi. À, thật sự thì em thấy mái tóc của Phương rất là đẹp luôn. Này là em nói thật. Dạ. Yeah. Cảm ơn Gia Long. Em cho 7 điểm. Em phản đối ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người đều có thời gian chuẩn bị. Em thấy em quay ra thấy ai cũng đang nhầm như này. Em không có thời gian chuẩn bị, đáng nhẽ em phải cộng điểm cho anh. No! Em điểm cho anh quá thấp, anh không đồng ý. Minh Hưng mới lấy được mấy điểm nhỉ? 6. 7 điểm. Em vào lớp em toàn ngủ thôi, em được như đó là được rồi. Em đừng có vòi vĩnh nữa, sao đâu mà. Em thấy một từ khóa nói về bản thân em ạ. Thiệt không ạ? Em nhận ra mình trong này rồi đó ạ. Chị nấm thận gốc cái gì? Từ khóa đó chính là tờ giấy trắng ạ. Tờ giấy trắng là em hả? Dạ, em là như một tờ giấy trắng. Hả, là cạc kiều mới đúng đó. Chưa từng trải gì nhỉ? Là em. Là em ạ? À? Chính là em đấy. Tờ giấy trắng là một từ khóa mà khiến cho em và các anh chị trong ekip phải rất là khổ cực luôn. Tại vì các anh chị hỏi em là trong lần đầu gặp người yêu thì em muốn đi đâu, hẹn hò ở đâu. Em cũng chả biết là nếu như mình có người yêu thì mình sẽ đi đâu nữa. Nhưng mà thật sự là em là một người rất là đơn giản luôn. Em chỉ cần người yêu chở đi dạo hết cái Sài Gòn ấy. Chở đi dạo hết cái Sài Gòn cũng được. Sau này về cũng được, khi nào mà xe hết xăng thì mình về. Vậy thôi, em rất là đơn giản luôn. Vậy theo anh thì đối với một cô gái đơn giản như em thì ngày đầu hẹn hò thì các anh nên đi đâu? Ngày đầu tiên mà hẹn hò thì anh nghĩ là cả hai đi ăn. Ăn thì mình sẽ hỏi bạn đấy thích ăn gì thì cả hai đều chọn món chẳng hạn. Hay chọn đậu quán ăn. Không, no! Đậu. Ăn bún đậu có mùi mắm tôm. Mình chỉ là mắm thường. Anh Đạt ơi, anh Đạt, nếu bạn ý hỏi là ăn gì cũng được thì đi ăn gì bây giờ? Đúng rồi. Thì lựa chọn khéo nhất là ăn mắm tôm. Ăn gì? Ăn gì? Ăn gì? Anh. What? Hả? Anh ăn hả? Anh hả? Rồi, cả lớp này đứng lên cổ tay cho Đạt ạ. Em cố gắng lên lần sau nữa nhé. Vâng ạ. Còn từ khóa tiếp theo chắc dành cho Otis đi hả? Cho anh hỏi là chàng trai tuổi 16 từ về từ khóa đó. Từ chàng trai tuổi 16 là từ khóa này là em muốn nói về khoảng thời gian là học sinh của em. Là khoảng thời gian đó em có crush một anh cấp khóa trên. Là kiểu như, nhưng mà lúc đó em là một cô gái rất là tự ti, rụt rè luôn. Em chỉ chơi một mình thôi. Không, em lúc đó cũng sống một mình và chơi với những đứa bạn thân của em, tầm một hai đứa thôi chị. Em rất là ít bạn luôn. Tại vì em rất là tự ti về ngoại hình của em ấy. Lúc đó em đen, em xấu mà em kiểu như em cao ấy. Một vẻ đẹp gọi là rất là độc lạ luôn. Và em thích anh chàng đó mà là hot boy của trường nữa. Cho nên em cứ mãi đơn phương như vậy cho đến tận bây giờ. Em ngừng lại chỗ này đi, chúng ta đã bị lộ đề rồi. Em 22 tuổi, khóa trên có nghĩa là 23 hoặc 24 tuổi. Ở đây ai 23, 24 tuổi giơ tay ạ? Không, nhưng em phát hiện được một điều ạ. Sao ạ? Tức là
em được biết là đây là bạn ấy là người miền trong, thế nên là khi mà đi học thì chỉ có thể là gặp, chắc có thể là miền Nam em, thôi. Những anh em Hà Nội, những anh em ngoài Bắc là có thể không biết đâu cái đợt tầm tuổi đấy em lại học ở ngoài miền Bắc thì sao, đúng không? Nào xin mời các thám tử điều tra đi, bây giờ cái thông tin này quan trọng lắm nè. Chắc chắn là không phải là em rồi. Thứ nhất là em nhỏ một tuổi nữa. Vậy là loại Gia Long ra. Cho anh hỏi về năm thời gian. Ý là thời gian 20 bao nhiêu? Dạ em không nhớ luôn anh ơi. Năm 16 tuổi, năm nay là năm bao nhiêu? Được, cho anh hỏi, em là cấp 2 học trường gì nhỉ? Em đừng có tiết lộ. Em không biết. Không, bây giờ như thế thì lại lộ. Anh hỏi khôn. Hỏi để lộ hết. Đoạn này em phải diễn vai vô tri lên. Chị dạ. Khúc này tự nhiên cái em quên. Đúng rồi, em phải vô tri khúc này lên. Em không nhớ nữa, em học ở đâu sao em chuyển qua không biết gì đó. Thôi em đoán chắc chắn là Otis. Thôi. Sao lại Otis được? Em đoán như vậy thôi, em không biết. Em cảm giác như vậy, không biết. Em cảm giác anh Quang Đăng. Không. Đâu có, có. Anh Quang nha. Alo. Anh Quang. Ok. Anh Quang. Anh Quang Đăng là cái anh biên đạo nhảy nha. Em nghĩ là khả năng là Otis thiệt á. Có khả năng cao nha. Thấy Otis tươi hẳn ra nha. Cô em thấy Otis như nào? Otis rất là đẹp trai. Đấy, hát hay đúng không? Hát hay nữa. Nhưng mà khóa trên có thể là thí dụ như là trên một lớp hoặc là trên nhiều lớp nữa. Nhưng mà đâu có phải em học ở miền Nam đâu. Lỡ em ra Bắc em học sao? Lỡ em ở miền Trung như nào nhỉ? Ê, miền Trung. Miền Trung ai miền Trung nhỉ? Đó. À Hùng à. Sợ mất phần. Có khi nào không ta? Khi nào không ta? Ê cha, mà làm gì mà lộ đề sớm vậy? Bình tĩnh tập trung, Otis đang khoái chí lắm đây. Khoái, chị đương nhiên, khoái. Em khẳng định luôn, em tin chắc chắn là Otis. Nhớ cái bài học của những số trước không Otis? Không, nhưng mà từ từ. Đã là một người có kinh nghiệm, cho nên Otis, tôi đây sẽ kiềm chế bản thân mình lại. Thực ra tôi là một người đàn ông rất là lạnh lùng. Đã lên hai cái giá. Lần trước cũng hớn hở lắm, cô không phải bạn mà buồn lắm. Chương trình thật sự là em cảm thấy em rất là phục chương trình. Cú lừa. Ngay cả khi mà hôm bữa em quay lại đây ngồi, em cũng rất là phục chương trình luôn. Và cái khâu lật miếng đúng không? Lật miếng. Nhưng mà chắc là em rồi. Em vui lên. No. Để lát em khóc. Tại vì cái năm mà 16 tuổi đó em xấu về tự ti về ngoại hình á, cho nên là em đã cố gắng chăm chút bản thân của mình. Và cho đến ngày hôm nay thì em kiểu như em đã có thể tự tin. Và đây là thời điểm chín mùi để em quay lại cái chàng trai tuổi 16 của mình. Tuyệt vời. Đạt kia có muốn hỏi gì không? Thôi ạ, nhường cho mọi người ạ. Đạt trông hiền nhất nhờ. Chơi ma sói toàn bị mọi người bắt nạt thôi ạ. Mặt chẳng cãi lại tí nào hết đâu. Chết thì chết thôi. Nhưng mà như thế là không được chị ạ. Biết vì sao không? Bởi vì khi mà bạn nữ mình bị bắt nạt thì mình phải đứng ra mình bảo vệ chứ, đúng không? Thì đấy là trong game thôi, đâu nếu mà ngoài đời thì chắc là bằng thân hình như này thì anh cũng đủ để bảo vệ em. Đấy, ngọt ngào quá. Hết rồi, tất cả những từ khóa chúng ta đã khám phá hết mà chúng ta vẫn chưa biết được. Dù là đã khoanh vùng được một số những đối tượng nhưng thật ra cũng chỉ là hương hoa thôi. Còn cái mà đáp án chính xác nhất luôn luôn làm chúng ta bất ngờ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá bạn Phương cùng với tính cách của bạn ấy qua phần trò chơi nhé. Xin mời mọi người. Quý vị, đây là phần trò chơi. Và ở phần trò chơi này thì bạn nữ và các bạn nam sẽ được có cơ hội cùng nhau thử sức qua những trò chơi vận động nè, đấu trí nè. Và điều quan trọng nhất là các bạn ấy sẽ tìm được sự kết nối. Rồi, bây giờ sân khấu sẽ là của bạn Phương. Và mong bạn sẽ có một khoảng thời gian thật là dễ thương cùng với các bạn nam nhé. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Xin mời các bạn lên sân khấu. Đầu tiên thì em xin mời các anh bốc thăm chút. Ok, cảm ơn em. Yeah. Rồi em sẽ công bố trò chơi hôm nay, đó là trò chơi đá gà. Đá gà, hai người đá gà. Kiệu kiệu đúng không? Em không biết là đâu. Dạ đúng rồi ạ. Đá nhau hả? Dạ đúng rồi. Hồi xưa đi chơi trò này ghê lắm. Công được công mày bắp. Ai cùng số là sẽ đá với nhau quá hả? Trời ơi. Với một cái thân hình này. Rồi bây giờ đội nào sẽ thi trước nhỉ?
Đội số 1 từ trước đi. Số 1 đi, lần đi. 3 2 1 Hai anh tới đi ạ. Em rồi chị biết. Yo. Anh là cẩn thận đá nhầm Hà Bộ nhé. Vẫn giống nói nhé. Đúng không? À. Chơi 3-1 quá. Thắng rồi, thắng 3 trận luôn hả? Trận em không nhường lên nữa. Long nữa. Ui. Nguy hiểm quá. K.O. Ôi trời chiến rồi. Long ngoài rồi. Long ngoài rồi. Rồi. Anh Hùng đi ra ngoài. Cặp tiếp theo ạ. Chúc thằng em may mắn. Cố lên. Mệt rồi. Vô. 3 em 2 chịu thua. 1 Bắt đầu. Này. Vui là con gái Hà. Là con gái thật tuyệt. Vừa thấy em tình của trẻ con. Hay quá chị ơi. Một pha tự hủy nhờ. Không sao. Cái nữa, vô. Nữa hả? Bắt đầu. Ê, cái tay. Ờ kìa. Cái tay. Đây. K.O. Anh Dương đã bị loại ạ. Rồi, chuẩn bị nha. 1 Bắt đầu. Ủa gì vậy? Rồi thì ai thua? Rồi, phải chiến đấu. Vô, chờ nó. Một cái một thôi. Một hồi. Ăn một thôi. Chưa. K.O. Thắng nha. Hôm nay anh Đạt thắng nha. 1 Bắt đầu. Chiến đi. Thôi Hưng ơi, anh thua đi Hưng ơi. Cố lên, cố lên. K.O. Rồi, anh Đạt là chiến thắng nha. Ok, thắng thua okay. Quan trọng nhá. Một. Nắm tươi tóc nha. Ơi, nhìn ông này mình thấy sợ quá. Trong chiến quá. Trong chiến. Ở đây là một K.O. Cho thắng Dương giấy này cho anh mệt. Hai em không bắt tay nhau à? Không luôn. Chơi chưa? Chơi chưa? Bây giờ đó rồi chưa? Rồi, chơi rồi đúng không? Run. K.O.
Từ anh sợ, em sợ. Gài chiến quá, gài chiến. Gài chiến quá. Đoài, đoài. Đợi, đợi. Em đi anh. Em đi anh. K.O. Dạ rồi. Dạ rồi, yếu nhất đi. Hết phụ kiện rồi. Nào, anh gạt ra đây, gạt ra đây. Đánh ra đây, nhanh lên. Vâng vâng. Nè, mọi người nhìn này. Hai người bắt tay nhau. Gồng, gồng cơ, gồng bắp lên này. Bắt tay nhau. Ok. Yo. Thôi đồ kiểu à. Lên luôn, hai chân mày chơi nè. Một cái bên trên. Vô. Bây giờ chơi nè, luôn cái tay đó. Luôn cái... Tay đó. Luôn cái tay đó. Luôn cái tay đó. Rồi, vậy là đạt rồi, đắt luôn rồi đó. Ôi trời. Em xin công bố trò chơi này. Anh Đạt Kêu là người chiến thắng. Cảm ơn Phương rất nhiều vì có vẻ như mọi người đã có một khoảng thời gian vận động, xả stress và các bạn ấy đều rất là vui vẻ, hồ hởi. Bây giờ sẽ đến lúc em đưa ra quyết định. Bởi vì sau một khoảng thời gian kết nối gần gũi hơn với các bạn nam, có thể em sẽ có sự thay đổi trong tâm ý, mà biết đâu em cũng sẽ giữ lại quyết định ban đầu của mình. Vậy thì em hãy quyết định đi nha. Mình sẽ click vào trong, em cứ lướt qua hết tất cả đi, để em xem lại biết đâu cảm xúc của mình với bạn ấy là tăng lên thì sao. Em đã tạo cuộc hẹn thành công rồi, chúc mừng em. Em muốn chọn nhân vật này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo cuộc hẹn thành công. Đó là phần của Phương. Còn phần của chúng ta vẫn có quyền được bày tỏ với bạn ấy. Nếu như chúng ta muốn gửi một thông điệp cho Phương biết rằng là dù Phương đến đây vì ai, thì bạn ấy đã tạo một ấn tượng rất tốt đẹp trong trái tim đã rung động của mình. Mình sẽ có cơ hội này trong vòng 10 giây. Và trước hết thì xin mời mọi người xoay ghế lại. Phải nói là các bạn trai của chúng ta gương mặt lạnh lùng, cá tính thì trông rất là ngầu. Nhưng mà khi các bạn ấy ở đây cùng tham gia trò chơi do cô gái dễ thương tên Phương tổ chức thì các bạn ấy vui vẻ hơn rất nhiều và rất đáng yêu, phải không? Và không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự an toàn, thoải mái như vậy khi ở bên một cô gái. Phương chính là người như vậy, bạn ấy vừa đôn hậu, dễ thương, hiền lành. Và điều quan trọng là luôn biết nhún nhường, luôn biết hiểu chuyện, giỏi nấu ăn, thích chăm sóc cho người khác. Thật hiếm khi chúng ta thấy một cô gái đáng yêu như thế đến để dành hết tâm sức của mình dành cho một người mà cô ấy đã luôn luôn giữ trong tim 6 năm trời. Trước khi cô ấy nói ra người ấy là ai, không biết là có bạn nào muốn bày tỏ với Phương rằng cô ấy đặc biệt thế nào không? Xin mời các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý trong 10 giây nhé. 10 giây bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Vũ trụ hoàn mỹ, công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng, là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOL nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Nơi đó có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở đây trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.